một chàng trai đến với người yêu giữa núi rừng, rồi một đêm trời không trăng sao nàng đã đi xa thật xa. Chiến tranh chất độc đưa nàng quất lui đôi, và chỉ còn tiếng ca thao thức đêm từng đêm, và chỉ còn tiếng sao thiêu chàng trai hát. Hôm qua có một cơn mưa khá lớn đã ập về đây, và đã mưa ở khu vực ruộng bậc thang núi Tô. Thì sáng hôm nay ngày 4 tháng 6 năm 2019, khi tôi thức dậy đi ăn sáng thì thấy sương mù mù mịt. Tôi liền chạy ra khu vực ruộng bậc thang núi Tô. Quả thật là một cảnh tượng rất là đẹp. Nó càng đẹp hơn nữa khi mà tôi cho con flycam Upsan Gino bay lên độ cao 300m để quay từ trên xuống. Tôi không tin ở mắt mình là cảnh tượng ở trên quay xuống xuyên qua những đám sương mù để cho một cái hình ảnh chưa bao giờ tôi nhìn thấy ở Thị Tôn này. Đứng phía dưới thì chỉ thấy sương mù, nhưng mà khi cho con flycam bay lên trên ở độ cao trên 300m thì thấy một cảnh tượng khác. Thấy những đám mây chập trùng, và phía dưới là làng mạc và ruộng đồng rất là đẹp. Nên tôi tranh thủ quay cảnh này đăng lên cho các bạn xem. Nó cũng chẳng thua gì những cảnh ruộng bậc thang ở ngoài Bắc, ở vùng Tây Bắc hoặc là Đông Bắc. Cảnh tượng này chỉ tồn tại được khoảng 30 phút thì sau đó đám sương mù đã tan biến mất. Bởi cuộc chiến tranh chất độc đưa nàng quất lui đôi, và chỉ còn tiếng ca. Cũng hên là cho con máy bay bay lên để quay cái cảnh này kịp để lưu lại và đưa lên đây cho các bạn xem. Nhìn từ trên con flycam thì thấy như là cõi mộng. Quả thật là đây là một cái cõi mộng. Mà khi mình ở dưới đất mình nhìn không thấy được cái cảnh này. Còn đâu những ta đam mê
trong lúc bay quay cảnh này thì con Flycam nó báo pin yếu. Bay thêm một đoạn nữa thì con Flycam Cup San Gino nó báo hiệu là nó tự động quay về. Chất lượng hình của con Flycam Cup San Gino này lên tới 4K, nhưng mà mình quay nghiệp dư thì quay 4K máy mình xử lý không nổi, nó file của nó rất nặng. Nên tôi chỉ quay ở chế độ phân giải là 720p và đem về làm clip đưa lên YouTube thì cũng được. Ở ngay làng ấp Tô Thuận nó có hai con đường đất mà khi mà các bạn quay bằng Flycam thì rất là đẹp. Con đường đất đẹp nhất mà tôi thường gọi là con đường đất đi xuyên ruộng bậc thang Tà Phạ, nó nằm ở phía tây của làng Tô Thuận. Và một con đường đất nữa, nó nằm ở phía nam làng Tô Thuận này. Chuyện ngày qua, có một chàng trai. Cả hai con đường đều chạy lên núi. Con đường ở phía nam thì chạy lên chân núi Cô Tô, ở khu vực chùa Cô 11. Nàng đã đi xa, ta xa rồi. Còn con đường đất ở phía tây cũng chạy lên núi, nhưng mà nó đi đụng tới cuối đường là hồ sẽ chết. Nếu các bạn đi con đường đất ở phía nam làng Tô Thuận, các bạn sẽ đi theo con đường đó thì nó sẽ dẫn các bạn đi qua chùa Khu 11. Từ chùa Khu 11 các bạn có thể kiếm đường ra hồ Suối Vàng. Và nó cũng có thể dẫn các bạn đi qua Vách Đá và đi ra lại hồ Sơ Chết. Nếu các bạn nào thích đi khám phá thì nên đi theo những con đường mòn này thì các bạn sẽ chiêm ngưỡng được cái vẻ đẹp của khu rừng ở dưới chân núi Cô Tô. Vào mùa mưa thì con đường mòn đi ở dưới chân núi này có lẽ sẽ bị bụi rậm che khuất, hơi khó đi. Và cũng báo với các bạn là đi theo con đường mòn dưới chân núi Cô Tô này ở khu vực ruộng bậc thang thì các bạn có chạy qua những cái con suối. Những
những con suối này thì khi mùa khô nó không có nước, nhưng mà khi vào mùa mưa thì theo tôi nghĩ là nó sẽ có nước, nhưng mà xe các bạn vẫn đi được. Có điều những con đường đất này khi mà mưa lớn nước nó chảy, nó bào mòn đất thì hơi khó đi một tí. Độ dốc đi qua những con suối này thì cũng không cao lắm, nhưng nó có độ dốc, hơi khó đi nhưng mà chạy xe được. Riêng tôi thì cỡ dài 3 tuần tôi chạy theo những con đường mòn này một lần. Con đường mòn này nó dẫn đi qua cái rừng xoài, cái rừng xoài cổ thụ ở dưới chân núi Tô. Rồi một đêm, trời không trăng sao. Thì gửi clip này lên đây cho các bạn xem cái vẻ đẹp của ruộng bậc thang ở xã núi Tô, để các bạn xem cảnh khi mà khu vực này bị che phủ bởi lớp sương mù nha. Rồi, mến chúc các bạn một ngày vui vẻ. Mùa hè sắp tới rồi, các bạn hãy lên đường nha. Dự kiến là ngày mai năm Tây tháng 5 này tôi sẽ cuốn gói lên đường đi đi phượt. Tôi sẽ chạy từ Phi Tôn này qua Đồng Tháp, dự kiến là ghé vườn hoa Sa Đéc. Sau đó sẽ đi theo đường N2, đường Mỹ An đi qua Đồng Tháp, rồi ra ngay ngã ba thành phố Tân An. Từ Tân An đó thì mới chạy về Sài Gòn, có thể là ngủ đêm ở Sài Gòn. Kế tiếp là sẽ lên tàu hỏa đi ra Phan Thiết, để xe chở cho tàu hỏa chở đi ra Phan Thiết. Nàng đã đi xa, xa rồi.
tranh, chất độc đứa nàng quân núi đôi.